Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước trước thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay em xin giới thiệu tới anh em bộ đôi sản phẩm, đó chính là bóng đèn xenon LED H3. Đây, H3 và H4, độ tăng sáng 4300. Với cái đây là dạng bóng xenon LED anh em nhé. Tức là xenon liền LED này. Đó. Anh em có thể nhìn thấy, đây là cái dạng bóng LED của nó này. Một cái ưu việt của nó là phía dưới của cái bóng này thì nó có thiết kế là cái cánh quạt tản nhiệt giúp bóng bền lâu hơn và sáng hơn. Với cái dòng sản phẩm này, với tất cả các mẫu sản phẩm này thì bên em sẽ bảo hành 1 năm nhé anh em nhé. Nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như thời gian sử dụng. Đây là cái mẫu bóng H3 này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy không ạ? Đây, chân H3 này, da giác H3 này. Đó. Và đây là cái bóng H4 đó và da giác H4 đấy. Đây, tất cả nó đều thiết kế rất là ưu việt, đó chính là nó có cái cánh quạt tản nhiệt đấy, giúp bóng không hề bị nóng đó. Thì anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.